vào đây là hai muỗng cà phê. Bên đây một muỗng nè. Bên đây một muỗng nè. Ở đây mình có một chén nước khoảng 100 nè. Các bạn cho vô đây khoảng 20g bột năng. Thầy làm hai màu để tí nữa mình làm cái chả nó được hai màu nhìn nó đẹp. Rồi ha, tác dụng của cái bột năng khi các bạn chén cái chả đó, cái trứng đó, để khi mình hấp chả nó không có bị chất. Rồi thầy sẽ chia cái này ra làm đôi nè. Rồi bạn nào đánh cái này cho thầy đi. Rồi cái này mình chán trứng nó hơi lâu. Được em. Rồi các bạn khi làm á mình xúc tay lại nha. Để nó đỡ bị lấn màu. Còn nhiều lên chút nha. Đó. Cái này lý do là cái chảo này nó không có dính cho nên là bây giờ mình phải đốt chảo. Khi cái này nó nóng rồi đó, mình đổ cái dầu này ra. Mình sẽ chán giống như chán bánh xèo đó. Đổ cái dầu vô trong cái chảo để tí nữa mình đổ lại. Đó, làm một chả là được nè. Đây, cũng cách làm như vậy nha. Bạn nào làm quen là làm nha. Thịt nè, 100g rò sống nè. Bạn nào đeo bao tay vô đây nhồi cái này cho thầy nha. Thôi khỏi bao tay luôn, đeo ra tay không. Cái này nhồi nó dính. Ra tay không luôn đi. Nhồi bao tay nó dính. Khoảng 30g thịt bí băm. Cái này các bạn muốn làm tiêu sọ hoặc là tiêu xanh vô cũng được nha. Cái chả này nè, cho ít tiêu sọ vô. Đặt cái phật sáng xuống nè. Chưa? Lấy cái ốc ở đây luôn hả? Ốc dập ở đây. Dập thẳng lên. Thẳng, thẳng, ừ, thẳng. Cho thầy miếng cái chén nước đi. Chén nước nhỏ. Đây là cách để nó khỏi dính tay nè các bạn. Làm tay nè. Thấy không? Không cần dầu ăn mà nó vẫn không có dính tay. Nhưng mà chỗ này nó mỏng, cần cái này dày tí mình đắp dày, cứ đắp mỏng chỗ này. Đây mình cho nó hơi dày chút xíu nha, tại vì tí chỗ này mình cho nhân. Rồi, giờ mình sẽ xếp nè. Thì xếp thì dày quá đấy. Rồi ấn nó xuống nè. Đặt bia sợ rồi. Trong miếng bên đây, trùm lên đây. Rồi bây giờ mình trùm thêm một miếng mỏng lên trên đây nữa. Chất lượng thế
cái này làm món này mình ăn vào Tết, có dịp Tết á, để được luôn mà làm ăn được. Để được khoảng mấy ngày, ừ, để ngăn đá mấy ngày. Đá mà ăn. Thôi bây giờ mình quấn nè. Nè, úp cái này vô nha. Rồi, lấy cái bạc nè, quấn tròn lại. Làm nhẹ tay nha các bạn, nằm bằng tay là trứng nó bị chạy. Rồi quá, cho thầy cái que xin đi. Cái này nhớ các bạn phải đâm xin nha, không thôi là nó sẽ lát nó sẽ bị phồng lên đó. Cái cây này nhớ là nó châm một ít như vậy là cho nó tắt hơi ra, trứng nó sẽ không bị phồng. Rồi, tiếp tục. Rồi, có thời gian để nó nguội, nó mới đẹp.